trong tăng cường giãn cách xã hội. Không tụ tập 5K. Thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, ai ở đâu ở đó. Cách biệt người với người, nhà với nhà, xã với xã. Thực hiện nghiêm 5K khi phải ra khỏi nhà. Giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, khai báo y tế. Thực phẩm đủ tại nhà. Cung cấp cơ bản lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm để người dân an tâm ở nhà. Đảm bảo an sinh xã hội tại nhà. Đặc biệt quan tâm tới gia đình có người nhiễm, người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm gia đình tổn thương. Thầy và thuốc tại nhà. Bảo đảm mọi người dân được chăm sóc y tế. Tổ chức trạm y tế lưu động tại các xã phường. Tổ chức tổ chăm sóc Covid dựa vào cộng đồng. Mỗi xã phường có thể tổ chức nhiều tổ y tế lưu động khác nhau để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế. Để tổ chức quản lý chăm sóc người nhiễm tại các địa phương áp dụng cách ly, điều trị F0 tại nhà, sơ cấp cứu ban đầu và phát thuốc điều trị bệnh mãn tính cho nhân dân. Test Covid tất cả. Thực hiện xét nghiệm toàn bộ người dân, đặc biệt là tại các địa bàn có nguy cơ rất cao hoặc nguy cơ cao để sàng lọc, phát hiện sớm người nhiễm, hạn chế lây lan ra cộng đồng và tổ chức chăm sóc người nhiễm phù hợp. Hướng dẫn người dân tự xét nghiệm dưới sự giám sát của nhân viên y tế hoặc đội ngũ tình nguyện. Thực hiện cuộc mẫu theo hộ gia đình. Tiêm chủng tại phường xã. Tiêm vaccine phòng COVID-19 ngay ở xã phường tại trạm y tế phòng điểm tiêm lưu động. Bố trí nhiều điểm tiêm cố định và lưu động tại các trạm y tế lưu động, các địa điểm gần tiêm nhất. Để người dân trong các nhóm đối tượng tiêm chủng, người không thể di chuyển ra khỏi nhà được tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm nhất. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Và các bạn, nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022. Sáng ngày 12 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Tân Thạnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Minh, Trạm Y tế xã tổ chức sơ khám sức khỏe tuyển công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2022 trên cơ sở tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Đợt sơ khám này, xã Tân Thạnh có 143 thanh niên đủ điều kiện về sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, công tác chuẩn bị, đồng thời thực hiện tốt các bước nâng các thanh niên chấp hành đúng theo yêu cầu khám sơ tuyển. Tính đến nay, đã có 5 trên 11 xã thị trấn của huyện An Minh hoàn thành khám sơ tuyển. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương còn lại tiếp tục tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Những thanh niên đủ điều kiện về sức khỏe sau khi có kết quả sơ tuyển tại địa phương sẽ được đưa về Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện tổ chức khám tuyển chính thức. Thưa quý vị và các bạn, theo công văn số 1572 ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang, về việc phối hợp điều tra, xác minh chủ tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, Ủy ban Nhân dân huyện An Minh chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tiến hành rà soát xác minh tàu cá có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài do sở ngành lực lượng chức năng của tỉnh cung cấp. Cụ thể là tàu cá mang số hiệu KG91058TS do ông Lưu Văn Khoa sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú tổ 5, ấp Chở Ngào A, xã Tân Thạnh, huyện An Minh là đúng. Quá trình làm việc với ông Lưu Anh Khoa, chủ phương tiện vi phạm thì được biết ông Khoa đã bán tàu cá mang số hiệu KG91058TS cho bà Nguyễn Thị Gái Nhỏ có địa chỉ ấp Đồng Tràm, xã Long Thạnh, huyện Dòng Tiền, tỉnh Kiên Giang vào ngày 28 tháng 3 năm 2021. Quá trình mua bán chỉ thỏa thuận giấy tay, ông Khoa chưa sang tên cho bà Gái Nhỏ, lý do bà Gái Nhỏ chưa thanh toán đủ tiền cho ông Khoa. Trong thời gian từ ngày 28 tháng 3 năm 2021, ông Khoa không liên quan đến trách nhiệm về việc tàu cá mang ký hiệu KG91058TS bị Indonesia bắt giữ và cũng không đồng ý nộp tiền bảo hộ công dân để đưa ngư dân về nước. Qua kết quả làm việc với ông Khoa, Ủy ban Nhân dân huyện An Minh kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang có văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng và Ủy ban Nhân dân huyện Dòng Riền xác minh làm rõ trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Gái Nhỏ vì đưa tàu cá mang biển hiệu KG91058TS đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài và có trách nhiệm đóng tiền bảo hộ đưa ngư dân về nước theo công văn số 1572 ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang.
nhằm kịp thời hỗ trợ thức ăn nhanh cho bà con từ các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương. Cô Phạm Thị Quỳnh và anh Quỳnh Tấn Hưởng, ngụ ấp Bằng A, xã Thuận Hòa, huyện An Minh đã tình nguyện gói 100 đòn bánh tét và hơn 30 kg trái cây gửi tặng cho bà con ăn lót dạ sau thời gian di chuyển đường dài về quê. Sáng ngày 12 tháng 10, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Minh, bánh tét và trái cây đã được trao tặng đến điểm tiếp nhận tập trung của huyện, nơi bà con chờ test nhanh kháng nguyên COVID-19 tại trường Trung học Phổ thông An Minh, trước khi Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tiếp nhận về nơi cư trú theo quy định. Đây là việc làm rất có ý nghĩa và thiết thực, thể hiện tinh thần chia sẻ yêu thương cùng với bà con ngày trở về. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 10, Đại đức Thích Đạo Chánh, trụ trì chùa An Thiền phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Minh tổ chức trao tặng cho xã dân Cánh Đông 1 tấn gạo. Việc hỗ trợ gạo nhằm kịp thời giúp các hộ dân gặp khó khăn từ các tỉnh thành phố có dịch COVID-19 trở về địa phương. Theo đó, mỗi hộ sẽ được nhận hỗ trợ 10 kg gạo. Bên cạnh việc hỗ trợ gạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tuyên truyền vận động bà con khi trở về địa phương chấp hành nghiêm việc thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Sau nhiều tháng mất việc làm, không có thu nhập, khi về lại quê nhà, bà con gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Những phần quà hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và các tổ chức xã hội từ thiện lúc này là vô cùng quý báu. Trước mắt, giúp cho bà con dần ổn định cuộc sống, tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp. Đây là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm do virus gây ra, có thể gây chết heo với tỷ lệ lên đến 100% và gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cho người chăn nuôi. Do đó, người chăn nuôi cần tuân thủ theo khuyến cáo của ngành thú y như cơ sở chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, chủ động tổ chức giám sát dịch bệnh tại cơ sở, thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng bằng vôi bột hoặc Bencoxit xung quanh khu vực nuôi để tiêu diệt các mầm bệnh ngoài môi trường. Ngoài ra, kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập đàn nuôi cách ly, kiểm soát ngoài khu vực chăn nuôi. Nên chăn nuôi theo phương thức cùng vào cùng ra, tiêm phòng định kỳ đầy đủ đúng lịch các loại vaccine cho đàn vật nuôi. Khi phát hiện có hiện tượng heo bệnh, chết, bất thường, cần báo ngay cho các cơ quan thú y và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nguyên tắc 5-0, không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển heo bệnh, heo chết, không giết mổ, tiêu thụ heo bệnh, heo chết, không vứt xác heo chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt để cho heo ăn. Qua đó, góp phần ngăn chặn đẩy lùi bệnh dịch tả heo châu Phi đang bùng phát trên địa bàn. Quý vị và các bạn, vừa nghe nội dung phần tin. Bích tre đây này hả? Phải môn đúng không?